Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là chiều tối ngày thứ tư, ngày 4 tháng 5 2022 nha anh em. Ngày thứ tư ha, 4 tháng 5 2022. Thì nói chung là do mấy ngày qua bận việc nhiều cho nên mình không có quay cái video nào ra hồn cho anh em xem hết. Toàn là quay video test nhanh, test đèn mà nhanh như ăn cướp vậy anh em. Mình còn cảm thấy là như ăn cướp mà. Nó nhanh đến nỗi mà nghe còn không kịp mà có gì đâu mà chưa thấm thía đó. Anh em nghe chưa kỹ gì đó. Cho nên là những ngày tới nếu mà có thời gian rảnh thì mình làm video chi tiết hơn nha anh em, hay ho hơn chút và đầy đủ hơn ha, nói cấu hình rõ hơn. Qua nay anh em nhắn anh em không không có hiểu cấu hình đó, tại vì mình nói lẹ quá, anh em nghe cấu hình không có hiểu rồi nghe ba hút ba trớt rồi nó tùm lum la hết. Thì như anh em thấy là trong cái dịp lễ 14 này ai cũng có công việc nhiều anh em, mà số lượng đơn đặt hàng nó lên á, lên cao á, cho nên mình rối lắm, mình không có kịp làm việc mọi người, nói chung là làm không kịp đại loại thế. Anh em thông cảm nha. Có gửi trễ cho một vài anh em, nó có ba bốn anh em mình đã gửi trễ hết một ngày luôn mọi người, chứ không phải một buổi nữa. Lúc trước mình trễ cùng lắm buổi, lúc này trễ ngày luôn. Mong các anh nhận hàng hơi trễ trễ xíu thông cảm mình nha. Nói chung là làm không kịp anh em, làm không kịp nhưng mà gói thì phải kỹ, mà gói kỹ thì nó lại mất thời gian, cho nên làm không kịp nhưng mà gói vẫn phải kỹ. Cho nên là nó không thể nào mà nhanh hơn được. Nhiều anh em nói giờ làm nhanh hơn hoặc là nhờ người làm giùm. Vấn đề nhờ người làm giùm là càng không được mọi người. Lý do là cái này không có ai làm giùm mình được hết anh em, không thể nào nhờ người làm giùm được nha. Người ta gói mình không thể nào an tâm được mọi người, chỉ mình gói mới an tâm thôi. Thì như anh em thấy là đây nè, có một cái đơn hàng của ông anh mình ở ở Tân Hương ha, Tân Hương của thành phố Tân An, Tân An Long An anh em. Bữa nay sẵn chuyến hàng mình đi Long An mình lấy đèn về, thì ông anh mình đặt 4 cái này và mình giao đến tận cửa ông anh mình luôn, giao tới tận nhà luôn nha. Ông anh cũng đã đưa cái định vị rồi, mình giao tận nhà luôn. Sẵn có chuyến xe mình đi Long An nha mọi người, xe đi Long An lấy hàng á thì mình lấy luôn. Trời khá mưa rồi anh em, mình cũng sắp đi rồi, chuẩn bị đi giao đi lấy đèn và giao hàng cho anh luôn. Thì trước mắt anh em là ốp trần 300W của Zinian. Thì trưa có chú kia chú thắc mắc hoài hàng này có chính hãng không, giá sao rẻ quá đó. Thì ốp trần thường thường trong tâm trí của chú là phải 1 triệu mấy, mà cái này ốp trần gì mà có 750 850 rồi, nhiều khi bán rẻ cái cũng bị nghi ngờ nữa mọi người đó. Thì nghi ngờ vậy là quan cho mình lắm luôn, chú cứ nhắn hoài luôn, nhắn cả mấy chục tin chú hỏi về xoay quanh vấn đề chính hãng và dấu hiệu gì để nhận biết là hàng chính hãng. Thì nói chung là dấu hiệu để nhận biết hàng hàng chính hãng á, là mình coi nhiều video rồi mình coi gốc rễ của thằng này nó bán cái gì, nó bán bao lâu rồi, bán có chất lượng không, và đặc biệt là coi những cái phản hồi của những người đã mua hàng, đã am hiểu về hàng đó thì sẽ biết được hàng có chính hãng hay không mọi người đó. Thì giờ mình lật cho anh em xem, do ở gần trời mưa cho nên nó cũng hơi tạt tạt đó. Thì cái đèn nè, đây JDL 300, thấy không, JDL 300 300W của Zindian nha anh em, của hàng của Zindian ha. Và chú nói là ốp trần thường thường 1 triệu mấy không, sao này có 750 850 mà của Zindian nữa, Zindian mà có mấy trăm ngàn, vậy là có phải Zindian không đó. Thì nói nào ngay là mấy cái này là người ta bán 1 triệu 1 triệu 2 thiệt luôn á. Cái 400W là 1 triệu 1 1 triệu 2 gì đó, còn cái này là tầm 1 triệu, nhưng mà mình bán có 750 với 850 rồi nha anh em đó. Thì bán rẻ quá bị nhiều khi bị nghi ngờ thôi, chứ còn mà anh em mà tìm ở được một cái điểm nào đó để hàng này không phải hàng chính hãng là mình cho anh em thẳng luôn ha. Nếu mà chứng minh được nó không phải chính hãng mình cho anh em luôn đấy, đơn giản thế đấy. Mình bán hồi đó giờ cũng nhiều năm rồi, mình làm cũng năng lượng cũng 3 năm nay rồi anh em đó. Mình nói chính hãng là chính hãng, còn bữa nào mình bán hàng giả thì mình sẽ quay phim và mình nói với anh em hàng này là hàng fake nha đó. Mình mua hàng fake thì tiền nó theo cái hàng fake, hàng giả đó, tiền nó phải đi theo tương ứng với hàng anh em. Mình bán hàng giả mình sẽ nói hàng giả, mình bán hàng kém chất lượng mình sẽ nói kém chất lượng, chứ còn mình bán xin đi ăn mà đâu có, mình đâu có thể nào nói cái hàng trôi nổi được ha. Rồi bây giờ trở lại với cái 4 cái đèn của ông anh mình đi. Ông anh mình lấy tới 4 cái lận, 4 cái ốp trần 300W nha, 750 cái, 4 cái này giá vị chi là nhiêu, 3 triệu bạc ha, 3 triệu bạc giao với tận cổng luôn, tại vì ông anh này ở gần mình anh em, ở cách mình 10 mấy cây, sẵn mình đi lấy hàng rồi mình giao ông tới tận cửa luôn đó. Vậy đi cho nó có tình cảm ha. Thì cái tấm pin này là tấm pin 18W đó. Thì có anh em hỏi là tấm pin sao ngoài sao không thấy cái mạc, thì nó không có cái mạc á, là do cái lô hàng thôi mọi người.
và do cái từng cái loại đèn thôi, chứ còn hỏi mình tại sao nó không có cái mạc mình đâu có biết đó, của Zhenliang đó nha, hàng của Zhenliang hết đấy, nhưng mà có tấm có mạc, có tấm không có đấy đó, cũng trong hãng ra đó. Mà cũng vấn đề mà dán cái mạc thì nó rất là đơn giản, chứ không phải là khó khăn gì, nhưng mà tại không biết sao công ty Zhenliang nó không dán thì mình thông báo là không có cái mạc, chứ giờ phô một cái mạc dán vô chuyện nó bình thường, Zhenliang làm bình thường anh em đó, nhưng mà tại chắc nó không muốn dán thôi. Rồi mưa tạt em ơi đó, thì có là 300 300 mấy chục á, có 328 con SMD 2835 ha, 328 SMD 2835 và bộ pin lưu trữ là 15 ampe giờ, 15 hay 16 ampe giờ đó đó. Và mình do trời mưa cho nên mình di chuyển nhiều, em dọn dọn đó dò vô, hồi nãy nó không có tạt đó, bảo quản cẩn thận. Nói chung là đèn này nó không có thấm nước gì đâu, nhưng mà mình cẩn thận thì cho nó thiệt là ngon ha, càng ngon thì càng tốt thôi chứ gì đâu. Đấy remote nè, đem remote vô, remote thì mình đã bỏ pin hết rồi, giờ mình sẽ tiến hành mình test đàng hoàng ha. Đó, nãy không có chỗ để cho nên test có một tấm pin nè, từ từ mình test hết tất cả các tấm pin ha, rồi mới gửi cho ông anh mình nha anh em. Nói chung là khi mình bán hàng á là test cả remote nè, test cả đèn nè, test cả tấm pin nè, nói chung là cái gì mình cũng test hết đó, chắc cú rồi mới gửi nha. Ví dụ như mình lấy cái remote mình bấm on đó, bốn cái đèn cháy sáng lắm nha mọi người, 320 mấy con led SMD 2835 sáng không, bộ pin 15 16 ampe giờ đó, mình quên nè, hình như 15 hay 16 gì đó, nó cũng vòng vòng đó à. Còn cái L400 á là bộ pin là 20 ampe giờ, cái đó dễ nhớ hơn đó, đã không, bốn cái đèn ốp trần nha mọi người, ban đêm nó rất là đẹp, vô cùng đẹp đó. Rồi bấm auto, auto thì nó cũng cháy nữa, tại vì đâu có đèn nào mình gắn tấm pin, nó không có gắn tấm pin thì nó cháy thôi. Tấm kia có gắn pin, tấm đó có gắn tấm pin cho nên nó sạc, nó không cháy nữa ha. Đó, đèn nó hoạt động chừng chỉ ha. Lần lượt mình sẽ bấm bốn cái remote luôn đó. Nói chung là có lúc thì mình quay, có lúc thì mình không quay, nhưng mà lúc nào mình test đèn mình cũng bấm vậy đó anh em, remote cũng bấm mà đèn tấm pin thì cũng gắn vô. Nói chung là làm hết tất cả các bước cho nó chuẩn chỉ mới bỏ hộp gửi mọi người nha mọi người. Nhiều anh em coi video sao, ủa cái đèn của mấy anh kia có gắn tấm pin sao đèn của anh không gắn, thì trong video không gắn thôi, chứ lẽ em ngưng video em sẽ gắn, thấy không, nghĩa là khi mình gói gửi đi mình sẽ gắn vô thử rồi đàng hoàng, nhưng mà trong video nhiều khi là các bạn không có chỗ để, hoặc là nó cồng kềnh nhiều thứ quá mình không có gắn đấy. Nói chung là hàng này anh mua, anh em mua thì cứ liên hệ nhanh nha, anh em nào mà nhà có la phong rồi hoặc là có ốp thạch cao rồi á thì anh em cứ ốp mấy cái trần này lên ha. Trần 300 thì hơi bé một tí, đường kính của nó là 3 tấc 2, còn trần 400 á, là đường kính của nó là 3 tấc 6, bự chà bá luôn anh em, thoải mái mà gắn lên cái ốp trần mình, cái trần nhà mình ha, nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng nha mọi người. Thôi tới đây mình kết thúc video ha, anh em nào đam mê mấy cái này liên hệ Zalo 0766874311, nhớ cho mình cái đăng ký kênh vào kênh miền Tây Solar nha anh em. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo.